Mình mới kiếm được cái khúc tre để làm diều cho mấy đứa nhỏ nhà mình. Cái thằng cô Kiệt lớp 9 rồi mà nó còn không biết là cái diều 6 là như thế nào. Bây giờ mình sẽ làm cái diều 6 để cho nó biết thế nào là cái diều 6. Cái diều 6 là cái diều 6 là cái diều truyền thống của Việt Nam đó các bạn. Và nếu mà còn dư tre thì mình sẽ làm cho bé nhỏ nhà mình một chiếc diều hình trái tim rất là dễ thương. Rồi chúng ta cùng làm nha. Kiếm được một khúc tre ngon lành thì thân thể cũng chịu nhiều thương tích. Để làm khung diều các bạn vót nan nhỏ đều về hai bên đầu của nan ha. Muốn cột cái này xong rồi muốn xếp cột, chép tiền cho nó nhé. Cái khung diều này mình làm bề ngang khoảng 1m6. Mình canh khoảng 80 phân ở giữa mình cột nó lại. Nan trên cách nan dưới khoảng 40cm. Cột hai đầu nan lại để tạo thành hai cái đầu cánh nha. Bây giờ chúng ta sẽ cột dây để kéo căng tạo cái độ cong cho cánh diều. Rồi từ từ, nhẹ nhàng thôi. Kéo mà nghe một cái rắc là hết phim coi luôn rồi đó. Giờ lấy thước ra đo để xem hai cánh diều nó có cân bằng với nhau hay không. Cái này nó rất quan trọng. Nếu nó không cân nhau là cái diều của bạn nó sẽ bị lạng qua lạng lại. Bây giờ tới khâu may áo cho con diều. Cái việc theo thùa may vá này nó rất là mất thời gian đó các bạn. Làm con diều từ sáng tới chiều, đứng dậy muốn liêu xiêu chẳng được bao nhiêu. Để làm xong một con diều quả là không có dễ đâu các bạn. Con diều này mình chắc chắn mình sẽ không có bán. Cực khổ quá mà. Nhưng mà bán chắc cũng không ai mua.
Rồi, xong được một em. Bây giờ tới em trái tim. Xe chỉ ấy mấy kim em luồn kim. Ôi, mệt quá đi. Giờ mình cắt, mình tạo cho nó cái đuôi để cho nó bay được cân bằng ha các bạn. Trái tim cũng đã xong. Bây giờ mình sẽ làm nèo. Lấy thước đo đều từ cái cán của diều ra 10 cm. Rồi bây giờ mình sẽ nối cái dây nèo ở bên trên. Cái sợi dây nèo bên trên các bạn canh là sao đó cho nó đều ha. Kéo xuống cái giữa của cái diều là ok. Còn cái dây nèo thứ hai thì mình cột từ dưới đáy của cái diều lên trên một khoảng, cho nó rộng tương đối chút xíu, nó dài một chút. Nối ngay vào cái điểm giữa của cái dây nèo ở bên trên á. Cái dây nèo mình làm cho trái tim thì đơn giản hơn. Mình cứ cột một đầu ở bên trên. Một đầu bên trên của trái tim. Và một đầu ở dưới đáy của trái tim. Rồi vậy là xong rồi. Bây giờ mình đã làm xong hai con diều rồi các bạn. Nhưng mà không biết là nó có bay được hay không. Mình phải thử thì mới biết. Nhưng mà hôm nay đang ở trong cái thời gian cách ly xã hội, cho nên là mình chưa có thể đi thả được. Sau khi mà cách ly xong thì chúng ta sẽ đi thử nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu có thời gian, ngày mai mình sẽ làm cái sáo cho con diều màu vàng đó.